được cát tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành pháp sanh. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại đại chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Bạch quý ngài và thưa quý vị, trong đời sống tu tập mà cái quan niệm của chúng ta ngày hôm nay thường hướng đến điều là làm sao mình có thể khoác lên chiếc áo của một nhà tu, có được danh xưng của một nhà tu. Và cái điểm đến mà chúng ta thường dừng lại đó là một cuộc sống yên ả ở dưới mái am thiền. Nhưng mà trên thực tế thì đạo Phật không phải là đạo tu tiên, mà Đức Phật ngày dạy chúng ta có một mục đích rõ ràng và có một hành trình đi qua nhiều giai đoạn. Hành trình đó, đó có nhiều công đoạn, nhưng mà chúng ta phải có khả năng vượt qua những cái chướng ngại về tinh thần. Một điểm mà không thể phủ nhận được là những chướng ngại về tinh thần đối với phần đông đó, chúng ta không có nghĩ về năm truyền cái, mà chúng ta nghĩ khó khăn về kinh tế, khó khăn về chỗ ở, khó khăn về điều kiện. Nhưng mà Đức Phật này dạy rằng năm cái chướng ngại chân thực quan trọng nhất Phật vượt qua đó là tham dục, sân độc, hung trị, trạo hối và nghi hoặc. Năm chướng ngại chân thực đó được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Và nếu chúng ta đọc kỹ các bản kinh thì chúng ta thấy đó là một đề tài rất lớn. Và sau những chướng ngại tinh thần được vượt qua thì chỉ và quán cần được phát triển. Và cuối cùng Đức Phật này đã dạy chúng ta về cái điểm đến của đời sống phạm hạnh. Ở mức độ nào gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những gì nên làm đã làm và không còn trở lui trạng thái này nữa. Thưa quý vị, ba cái đoạn kinh mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay, 181, 182, 183 cũng là ba đoạn cuối của kinh mà áp đại thôn, mà áp đại kinh. Và bây giờ thì mời quý vị lắng nghe phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Chư Quyền vị giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đây chúng ý nghe rộng rãi của bài học này. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, bài 39, Đại Kinh Xóm Ngựa. Mahasasapura Sutta phân đoạn 181 đến 184. 181, vượt qua những chướng ngại nội tại, là năm pháp chướng ngại của nội tâm, đó là những phiền não khiến định và niệm không thể phát triển. Kinh văn: đoạn trừ các triền cái. Này các tỷ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Ở đây, này các tỷ kheo lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đóng rơm. Sau khi đi khất thực về,
và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rõ tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thủy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trào cử hối quá, vị ấy sống không trào cử hối tiếc, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trào cử hối tiếc, từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Này các tỷ kheo, như một người mắc nợ liền làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ, ta trước kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, ta không những trả được những nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các tỷ kheo, như một người bị bệnh, đau đớn, trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu, sau một thời gian người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thâm, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước khi bị bệnh, đau đớn, trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu, nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các tỷ kheo, như một người bị nhốt trong ngục, người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc, kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, ta trước khi bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc, kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các tỷ kheo, như một người nô lệ không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại, người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác. Một người giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại, nay ta thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một người giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Này các tỷ kheo, như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc, người ấy sau một thời gian đã đi khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng yên ổn, không có nguy hiểm, tài sản không bị tổn giảm. Người ấy nghĩ, ta trước khi giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc, nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, yên ổn, không có nguy hiểm, tài sản không bị tổn giảm. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo tự mình quán năm triền cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. Này các tỷ kheo, cũng như không mắc nợ, không bị tịnh bệnh tật, được khỏi tù tội, được tự do, đến được đất lành yên ổn. Này các tỷ kheo quán năm triền cái khi chúng được diệt trừ. 182. Tu luyện định lực Samadhi. Nhờ đoạn diệt được năm triền cái, hành giả thành tựu được năm thiền chi, tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Từ sự thành tựu sơ thiền với đủ năm thiền chi, vì này có thể đi xa hơn bằng cách thuần thục hơn với các tầng thiền tiếp theo của tâm giải thoát. Kinh văn: bốn tầng thiền na. Sau khi đã đoạn trừ năm triền cái này, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, ấy ly dục, ly ác, bất thiền pháp chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, vì ấy thầm nhuần
thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh thấm nhuần. Này các tỷ kheo, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Lại nữa, này các tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm, vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một hồ nước, nước trong, nước từ trong dâng lên, phương đông không có lộ nước chảy ra, phương tây không có lộ nước chảy ra, phương bắc không có lộ nước chảy ra, phương nam không có lộ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời mưa lớn, suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra, thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị ấy thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh thấm nhuần. Lại nữa, này các tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tịnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, vị ấy thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với lạc thọ, không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng và hay sen trắng. Những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm ướt, tràn đầy, thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này các tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với lạc thọ, không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Lại nữa, này các tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, vị ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này các tỷ kheo, ví như một người ngồi, dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. 183. Thế nào là chứng đắc tam minh? Các thiền chứng nằm trong phần tâm giải thoát. Vẫn còn một lĩnh vực khác quan trọng hơn, đó là tuệ giải thoát. Trong bài kinh này, Đức Thế Tôn dạy về ba minh, kinh văn minh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp.
Vị ấy nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ nọ, được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này các tỷ kheo, ví như một người đi từ làng mình đến làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình, người ấy nghĩ, ta từ làng của mình đi đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như thế này, đã ngồi như thế này, đã nói như thế này, đã yên lặng như thế này, từ nơi làng nọ ta đã trở về làng của ta. Như vậy, này các tỷ kheo, với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, các khổ thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ này ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, kẻ đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, về lời và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú của trời trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này các tỷ kheo, ví như có hai nhà có cửa, và ở đây một người có mắt đứng ở giữa, người này có thể thấy các người khác đi vào nhà, đi ra, đi qua, đi lại. Cũng vậy này các tỷ kheo, vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện chú cõi trời trên đời này. Như vậy,
với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vì ấy thánh thấy sự sống chết của chúng sanh, vì ấy tuệ tri rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không tố nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vì ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là sự diệt khổ, biết như thật, đây là con đường đưa đến diệt khổ, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc, biết như thật, đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết. Ta đã giải thoát, vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc cần làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này các tỷ kheo, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Một người có mắt, đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. Vì ấy nghĩ, đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua, bơi lại hay đứng yên một chỗ. Cũng vậy, này các tỷ kheo biết như thật, đây là khổ, vân vân, biết như thật. Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc cần phải làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. 184. Hình ảnh bậc viên mãn giải thoát, kinh văn bậc A La Hán. Này các tỷ kheo như vậy được gọi là Sa môn, Bà La môn, là vị đã tắm sạch sẽ, là vị đã biết và hiểu rõ. Là bậc có học, là bậc thánh, là bậc A La Hán. Này các tỷ kheo, như thế này tỷ kheo là sa môn. Vị này đã làm cho dừng lại các ác, các pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lên khổ quả, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo là sa môn. Và này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo là bà la môn. Vị này đã tận xuất ra ngoài các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo là bà la môn. Và này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo đã tắm sạch sẽ? Vì này đã tắm gội sạch sẽ các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Như vậy này các tỷ kheo đã tắm sạch sẽ. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo đã biết và hiểu rõ? Vị này đã biết và hiểu rõ các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh già chết trong tương lai, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo đã biết rõ. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo có học? Vì này đã tiêu diệt các ác, các pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo có học.
Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo được gọi là bậc thánh? Vị này đã làm cho xa lìa các ác pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Đưa sanh già chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo được gọi là bậc thánh. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo được gọi là bậc A-la-hán? Vị này đã làm cho xa lìa các ác, các pháp bất thiện. Những pháp này ô nhiễm đưa đến tái sanh đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Đưa đến sanh già chết trong tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo là bậc A-la-hán. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Những điểm cần nhớ, như thế nào là xứng đáng với danh gọi Sa Môn? Sa Môn là người có đời sống chánh hạnh với năm điều: 1. Sống chấm hạnh chánh hạnh; 2. Nhiếp hộ các căn; 3. Tiết độ trong ăn uống; 4. Sống trong tỉnh thức; 5. Nuôi dưỡng chánh niệm minh sát. Xa hơn nữa là thành tựu những trình độ cao trong tu tập nội tại: 1. Từ bỏ năm triền cái; 2. Đạt được thiền chứng; 3. Chứng ngộ tam minh. Và thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá, con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá, giờ thưa để chúng được nghe rõ không ạ? Lần đầu cảm ơn đại đức tự thi cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Phật tính, đại đức tự thi, sư Nguyên Thông cùng sư tăng đang hiện diện, thân sau đứng tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu phần thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavan Thang Apiwa Demi Swakato Phakkhavata Tamo Thamang Namasami Subhatipano Phakkhavato Sáva Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tăng dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Bây giờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hội đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cũng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng học qua cái bài kinh Sống Ngựa, chúng ta sẽ thấy rằng ở đó Đức Phật ngày trước nhất là ngài xác định rõ một cái giá trị của một người đệ tử là tỷ kheo, là một sa môn, là một vị bà la môn. Nó được một cái sự hoàn mỹ, nó được một cái sự căn bản tốt đẹp như văn kinh đã trình bày. Quả thật như lời dẫn, như là cái lời dẫn từ đầu của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng ta thấy sự thật ra chiếc áo không phải làm nên người tu, mà người tu ở đó cái khả năng và cái đức độ của mình và cái sự tu tập của mình như thế nào nó mới nói lên. Không phải chúng ta tự xưng mình là sư, là thầy, thầy nói cho con nghe, sư nói cho con nghe, hoặc là hòa thượng nói cho con nghe như thế này, mình là như thế kia, hoặc là tự xưng, hoặc là tự đưa ra những cái danh xưng mà hơi cao cả, thượng tọa, hòa thượng, thì nó là một cái chuyện hết sức tức cười. Chứ đừng nói chi mà cộng cả mà tiến sĩ, lầu sĩ, thạc sĩ, coi như vân vân, thì những cái điều đó là lại càng tức cười nữa. Ở đây trên cái tinh thần của Phật Pháp, tất cả những gì nó chỉ là một cái, nó chỉ là một cái tiếng danh xưng bình thường. Nhưng tuy đó có một số người là chấp lại tham cầu trên quyền lực, tham cầu trên một cái danh xưng, nghĩ rằng mình đã lâu năm trong đạo, hay là mình đã tìm bằng mọi cách mình có cái quyền trong giáo hội như thế này, quyền trong tăng già như thế kia, mà chúng ta quyền sinh quyền sát vân vân, hay là đệ tử làm thiếu sót những cái gì thì chúng ta trách móc vân vân. Chúng ta thấy đối với cái đời sống của một người tu sĩ á,
đó là đời sống của Parapati Patha Mechivika, sự nuôi mạng của ta ở cái khác anh nhau mây cấp vô ca ni vô. Thế làm sao để người cúng dường nó một cách tốt đẹp, một cách căn bản? Vì vậy đòi hỏi người tu nó phải có một cái căn bản, tức là phải có một đời sống tốt đẹp, đó chính là một đời sống chánh hạnh. Cái đời sống chánh hạnh này nó mới thiết lập được, nó mới dạy được, nó mới mang đến được cho cái giá trị tu tập. Từ cái đời sống chánh hạnh đó mới có tầm lòng tàm, có cái lòng quý, có cái sự ghê sợ, có sự hổ thẹn của tội lỗi, mà từ đó mà chúng ta mới biết được nó mới tốt lên được, là nó có một đời sống thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, rồi nuôi mạng một cách chân chánh. Thì những cái cách đó mà gọi là đời, từ cái đời sống chánh hạnh nó tốt lên cho một cái vai trò của người tu đó rất là đẹp. Cái đời sống chánh hạnh này nó đẹp như vậy, và từ cái chỗ có cái đời sống chánh hạnh mà vị tỳ kheo phải tu tập, phải có sự thu thúc, phải có cái sự rào bọc với các căn của mình, mắt bá la cảnh sát, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm lưỡi nếm vị, thân xúc chạm vân vân, mà vị ấy biết được cái sự nguy hiểm của chính nó. Và trong cái đời sống sinh hoạt căn bản bình thường, vị ấy biết tiết chế trong vật thực, biết tiết chế trong mọi thứ, tức là biết tiết chế trong ẩm thực, trong sinh hoạt, trong điều kiện. Vị ấy không phải đòi hỏi, cái đời sống người tu không phải đòi hỏi mình được cái này, mình được cái kia. Từ cái chỗ có đời sống chánh hạnh, có cái đời sống mà tiết chế, có sự thu thúc, mới tiến lên một cái đời sống có cái chánh niệm. Từ có cái chánh niệm này, cái đời sống tỉnh thức đối diện với chính cái sự tu của mình, chuyên tu, thật tu. Thì kính thưa quý vị, từ chỗ đó thì mới có cái sự tiến tu, nó phát triển trong một đời sống tu. Thật ra cái sự tu tập cuối cùng được cái gì? Có phải được là chùa chiền, có phải được trụ trì, có phải được coi như đệ tử như thế này thế kia không? Hoàn toàn tất cả những cái điều đó nó là giá trị hư vọng, khủng khiếp lắm. Và nó đoạn trường. Cái đời sống của một người tu là cái đời sống hạnh phúc nhất, vui nhất, buồn nhất, đau khổ nhất, cũng như khổ nhất. Mà ai đứng trên những cái biên bờ đó thì chúng ta cũng chào thua trước cùng tu. Cái đời sống của người tu là một đời sống tỉnh thức, tỉnh giác, năng động vô cùng. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái đời sống của vị đó chắc có lẽ là ở trong chùa nó có một cái rồi không ai nói chuyện với ai, cũng như là sống cùng một cái tinh thần bi quan, yếm thế, chán trường, sống một đời sống lẻ loi, cô độc và không có những gì, không có tâm hồn, nó chỉ đeo mang như thế. Thì cái thú vị suy nghĩ như vậy là sai. Và là một người tu cũng vậy, không phải là tu qua tu cho qua ngày, chờ qua đời, không phải như vậy. Mà sự tu này là một lý tưởng tu, là một sự tiến tu để chúng ta thành tựu cái con đường tu. Nói như vậy thì chúng ta thấy từ những cái trạng thái của cái gì, của đời sống chánh hạnh, cái đời sống mà chúng ta có cái sự tiết chế, có cái sự thu thúc và có sự tu tập, thì ở đây nhờ cái sự tu tập đó mới đoạn trừ được, mới diệt trừ được các cái triền cái, cái dục dục cái, sân dục cái, hoài nghi, hoài nghi cái và vô minh cái. Hay là chúng ta đoạn trừ thượng phần hay là hạ phần kiết xứ, hay chúng ta thành tựu các thiền chứng vân vân, thì ở đó nó đòi hỏi một cái sự xuyên suốt, một cái sự tu tập căn bản, chứ không phải vô nhắm mắt cái là ra cái là được pháp liền.
có cái sự tu tập tốt đẹp liền phải như vậy. Mà kính thưa quý vị, cái đời sống của một người đệ tử hàng ngày như mọi ngày cứ như thế, và hàng ngày như mọi ngày đó nó là một cái vai trò như là công phu luyện tập. Và từ cái chỗ công phu luyện tập đó, một ngày nó nhạy bén và nó phát huy tốt đẹp của tâm, của định, của niệm, của định. Cái tâm của mình nó vững chắc ở niệm hay là định. Từ ở chỗ vững chắc cái tâm, cái niệm, cái định đó đó, thì chúng ta mới diệt trừ được cái tâm triền cái này. Bởi vì sao, kính thưa quý vị, đối với một người đệ tử, họ phải cần chúng ta đạt được một cái quyền lực này, đạt được một cái chức vụ nọ, đạt một cái điều kia. Mà đây là cái điều mà người đệ tử phải nhớ rằng là chúng ta cần phải thành tựu, như chúng ta hiểu đó là giới học, định học, tuệ học, hay là chúng ta phải cần đoạn trừ. Đoạn trừ tức là năm triền cái. Năm triền cái này là cái pháp chướng ngại, nó che khuất cái tâm tư của chúng sinh. Dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái, hoài nghi cái, vân vân. Thì tất cả đây những cái pháp mà nó che khuất chúng ta. Mà tu làm sao đó, mà càng tu về lớn tuổi, chúng ta càng có cái sự nhẹ nhàng, càng có cái sự tiến tu. Chứ phải chúng ta càng tu về càng lớn tuổi thì thôi sư ông, sư bà gì hôm nay coi như là gì lớn tuổi cho nên, hay gì già cả lớn tuổi rồi dễ quên, hay là dễ sân, hay là đổi tánh, đổi nết. Thì khi nghe nói như vậy chúng ta thấy được là buồn. Sự thật ra một vị chúng ta gọi tức là một vị hòa thượng hay một vị sư mà tu càng ngày càng cao, mà cái chấp càng lớn, thì cái ấy quả thật công phu uống lũ một đời ai. Vị ấy khắc khe hay vị ấy làm những cái điều kiện mà do tự thân của chính mình cảm thấy rằng à, bây giờ mình được một địa vị trong tăng già, mình là vị cứ như là tu bao nhiêu năm cũng một trong cứ như là tôn túc thượng thủ, hay hoặc là một trong những người lớn lao trong Phật pháp này, cho nên chúng ta phải có được cái quyền này, chúng ta phải được có được cái quyền kia. Khi suy nghĩ như vậy thì là sai lầm. Hay những người đệ tử phải chăm sóc, phải phụng dưỡng, phải phụng sự cho ta như thế này như thế kia, thì kính thưa quý vị, cái con người nào mà suy nghĩ như vậy thì phải nói rằng vì ấy đã làm mất đi một cái ý vị của đời sống tu của mình. Tu càng nhiều càng lớn lên, càng về lâu thì chúng ta mọi việc nó đơn giản, mọi việc nó nhẹ nhàng, và chúng ta biết buông xả tất cả chứ không phải là chấp thủ. Nếu như chúng ta không diệt trừ được, không thành tựu được, không đạt được các pháp thượng nhân là đoạn trừ các triền cái, hay là chứng các tầng thiền, hay chứng thánh đạo, thánh quả, thì chúng ta cũng phải là một người ít nhất phải tu tập, phải biết buông bỏ. Đời sống cuối cùng của một người tu không phải là đời sống được nhiều chùa, đều được nhiều chùa chiên. Tôi trụ trì 3-4 cái chùa này, tôi có như là trách nhiệm 4-5 cái chùa kia, và đất đai như thế này, đất đai như thế nọ, thì hoàn toàn đó là sai. Sai với cái lý của tôi, của cái sự tu tập. Để là chúng ta phải biết buông bớt, bỏ bớt. Mà ngày hôm nay lạ với đúng quý vị, có nhiều vị trụ trì 4-5 chùa, 2-3 chùa ở những xứ, những nơi mà không có chư tăng đi thì chúng ta không nói, nhưng như tổ như vậy là người ta giao lại cho cái vị đó, là nó giao không có hoàn toàn. Nhắc cái này quý vị biết nhớ là một sư trưởng của chúng ta, một trong những người có một cái đặc biệt chỗ này. Khi mà có cái chùa mới, sư trưởng tiếp nhận buổi đầu tiên sẽ trách nhiệm để lo lắng, sẽ đưa chư tăng về đó, giao cho vị đó trách nhiệm. Chỉ thời gian là giao cho vị đó toàn quyền chủ trì, không xâm lấn tới, không quan tâm tới luôn. Thì như vậy đó quý vị, một sư trưởng là một trụ trì một chùa là cũng đủ là gánh nặng, đủ là mệt mỏi rồi. Bây giờ mà chùa thứ hai, thứ ba, sao mà chịu nổi? Thí dụ như có chuyện gì đó hồi lâu
hay là ra hạ, hay hoặc là vào những lúc Tết nhất gì đó, hay hoặc là những lúc mà thăm sư trưởng bệnh hoạn hay một cái gì đó, hoặc lâu lâu lên thăm sư trưởng báo cáo về ở cái tình hình chùa chuyện như thế này thế nọ cho sư trưởng quan hệ. Chứ còn hoàn toàn cũng không có cái quyền, không có chen vào cái chùa đó. Hồi xưa tôi làm trụ trì nghe quý vị, hồi xưa đó cái chùa ngày nay mà lớn lao mà Phật tử ở Việt Nam chúng ta nhớ, cái chùa Nguyên Thủy á, ngày hậu tông giao cho sư trưởng trụ trì đó, đó. Mà đúng là thập niên 80 mấy đó, mà sư trưởng nó đương kim trụ trì chùa Nguyên Thủy đó, chùa Nguyên Thủy đó quý vị nha. Ở các lái cái chùa nó một trong những chánh điện to nhất, lớn nhất cả nước đương thời. Bây giờ dĩ nhiên cũng có những nơi lớn hơn, nhưng điều mà đương thời đó là cái chánh điện nó to nhất. Và một dãy tăng phòng hồi xưa trước năm 75 thì đã cất được cái chùa như vậy, nó rộng mà nó lớn như vậy. Thì khi đó thì sư trưởng lui về ở Đồng Nai này, giao lại cái đó cho chư tăng đệ tử, mà cũng không có quan tâm đó là của tôi nha. Cho tới sau này cũng như thế. Để nói lên, để cho chúng tôi muốn nói cho quý vị biết được cái sự thừa hành. Thì đối với người tu, cái tài sản, cái điều tốt đẹp không phải là như vậy. Và không phải mình được nhiều như vậy mới là một người tu, hay là mình mới xứng đáng. Chính là cái gì? Cái điều tốt đẹp, cái điều mà cần thiết là người tu phải tích cho được, tức là chúng ta phải tu tập để tiến hóa, phải tiến đến từng cái tầng thiền, còn không nữa là tầng thánh đạo thánh quả. Thì nếu như chúng ta đạt được tốt rồi thì quá đẹp. Ở đây Đức Phật ngài muốn khẳng định cho tất cả chúng ta biết một cái tên mà gọi là Bà La Môn, một cái tên mà gọi là Sa Môn, Samana, Brahmana, nó không phải là một chuyện đơn giản. Hay là ngay cả là một vị tỳ kheo, được mang tên là một vị tỳ kheo, nó cũng là một vấn đề. Hay chúng ta biết là chúng ta gọi là con của Phật, sự thật con của Phật, tức là những người phải diệt tận phiền não kia. Chúng phải chúng ta gọi là Phật tử, là người con Phật, thì chúng ta nói theo văn từ chung chung như vậy. Rồi thí dụ ở bên Bắc truyền lấy cái thích coi như là thích như thế này, thích nữ như thế kia, tức là tăng thì lấy thích, nghĩa là lấy dòng họ Thích Ca là để là người coi như là dòng họ Thích, là lấy vô mình mang danh mang tiếng như vậy. Nhưng sự thật ra nó không phải là cái điều như vậy. Gây lấy gắn kết như vậy là để coi như là để chúng ta có nương nhờ không trong hiện kiếp này. Chứ sự thật ra là một người con của Phật là một người phải đoạn trừ đó từ năm triền cái, hay là đoạn trừ được tam minh, hay hoặc là chứng đắc các tầng thánh đạo thánh quả, và tiến hơn ở đó chính là chứng đắc được tam minh, thì cái điều đó là tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, cái đời sống tu được Đức Phật ngài thiết lập nó như là một giá trị tuyệt đối cho một vị tỷ kheo, nó xuyên suốt như vậy. Chứ không phải là được mang danh vô, cứ như mình mang danh cái nào cái là mình được mang danh nhân vô cái đó, không phải như vậy. Ngày hôm nay thì giáo hội có như dựa trên, hay hoặc là ở trong tăng đoàn có như là khi mà phân biệt gọi với nhau, tôn xưng với nhau là thượng tọa hòa thượng, thì thí dụ như là trên 10 hạ thì là gọi là vị ấy cũng như là cũng là những người sống trong pháp hội lực cái thời gian nó lâu hơn các vị mới vào. Mà hôm nay thì trên tinh thần của giáo hội thì 20 năm, 40 năm là hòa thượng, nhưng cái đó chúng tôi không nói trên cái chức vụ, thì người ta gọi là cái tấn phong, chức vụ tấn phong nghe cho nó gọi lại vậy thôi chứ cũng là cái gì hết. Thì kính thưa quý vị, thì cái sự tu nó không phải là đạt được, mặc được một chiếc áo như thế đó, đầy đủ như thế kia, nó là một người tu. Chúng ta thấy cái tinh thần tu ở các Phật giáo Nam truyền nó rất là đặc biệt chỗ này. Ví dụ như nó khác hơn Phật giáo Bắc truyền chỗ, tức là khi mà cái phẩm mạo của một vị
của một vị thượng tổ, của một vị hòa thượng, của một vị mới tu thì nó khác nhau. Nhưng sự thật ra còn ở cái pháp phục của chư tăng, từ sa di cho tới hòa thượng cái màu cũng có thể giống nhau, nhưng sa di thì không có tam y, còn đối với vị tỳ kheo trở lên thì có tam y. Thì chúng ta thấy nó đồng nhất, màu sắc không có phân biệt, mà chỉ phân biệt trên cái tam y thôi. Hay là một vị tân tỳ kheo và một vị hòa thượng, trên hình bóng, trên hình thức đó, pháp phục nó thống nhất. Đây chính là không có phân kỳ phân ly, mà ở đó chính là khả năng tu tập của vị đó như thế nào mới nói lên. Đây cũng là một nét đẹp, không sửa sai về hình tướng, mặc mấy cái màu này mới gọi là hàng sư phụ, hàng hòa thượng, hàng thượng tọa. Còn mặc cái màu kia, đó là hàng đệ tử, nó vậy. Mà chính là thống nhất trên cái gì? Cái khả năng tu tập, trên khả năng chứng đắc, trên khả năng từ bỏ, trên khả năng xả ly, và trên khả năng ý niệm của nội tại của từng người. Mà cái giá trị tu tập nó hơn nhau, hoặc là nó có thể tốt hơn, chưa quý vị phật tử quan hỷ chờ đợi trong Di Lặc sinh nên thỉnh thưa phật tử quý quan hỷ cùng biết lại. Xin lỗi thưa tòa thưa quyền, thưa tòa có nghe vào cái cầu mít được không? Nếu thưa tòa thưa quyền đang nghe thì xin tỉnh thưa tòa không nghĩ cầu mít trở lại. Chào quý vị quan hỷ chờ đợi trong giây lát. Thưa tòa thưa quyền đang gặp trục trặc kỹ thuật. Thượng tọa Pháp Tân hay Đại Đức Pháp Tính, có vị nào cầu biết được không? Và nếu quý ngài có vị nào cầu biết được, quý vị quan hỷ cho biết, xin quý ngài giúp cho khoảng chừng 10 phút. Đang bận tay công việc một chút, để ở đây trời mưa nhiều đó. Và nếu thưa đạo Pháp Tân hay Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin quý ngài có thể cầu biết tới cho vài lời trong lúc thượng tọa Tư Nguyên đang gặp trục trặc kỹ thuật. Một lần nữa xin được hỏi là thượng tọa Pháp Tân hay Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không?
Thưa thì chúng tôi ở đây có một chút vấn đề về trời mưa gió đó. Thí sinh đang bị bão thì cũng đang có nước dột vật, nhưng mà nếu mà chư tăng có vị nào vào ở trước máy được thì quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết. Chúng tôi cố gắng để tiếp lời thượng tọa Thế Quyền trong khi chờ đợi chúng tôi Thế Quyền vào, hay là có chư tăng nào khác mà đại đức Từ Trì liên lạc được thì xin quý vị cho biết. Thưa quý vị, trong đời sống tu tập đó, thì dựa trên bài kinh này và rất nhiều đoạn mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy có một điểm mà bất cứ người tu Phật mà hiểu được Pháp đều nhắm đến, đó là vượt qua năm cái chướng ngại về tinh thần. Năm chướng ngại về tinh thần. Thật ra phiền não thì chúng ta xem nó chỉ phiền não thôi. Ví dụ như khi nào mình gặp chuyện gì gọi là nghịch cảnh thì mình buồn, mình giận, cái đó mình gọi là phiền não. Nhưng mà mình ý thức được là có những phiền não nó thật sự là chướng ngại, thì như chúng ta học nhiều về kinh trước đó, thì có năm thứ phiền não mà nó là cái chướng ngại rất lớn cho đời sống tinh thần của chúng ta. Thứ nhất là dục tham. Và dục tham thì nó làm chướng ngại cho tâm định. Hai điều này chúng ta nên hiểu là nó luôn luôn là lúc nào mà mình sống mà mình ham muốn nhiều, mình ham muốn sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, ham muốn nhiều, thì do cái chuyện ham muốn đó, đó nó dẫn đến một cái tình trạng gọi là vọng móng. Và do cái vọng móng đó chúng ta kém đi cái khả năng tập trung hay định lực. Chúng ta nhớ hai cái nó đối lập với nhau. Cái dục tham là luôn luôn đi tìm cầu, mong mỏi. Ví dụ như là một người thích danh, một người thích lợi, một người thích ăn uống, thì trong cái thích đó, đó họ luôn luôn hướng làm sao đi tìm những thứ đó, tạo thêm, có thêm. Và do hướng tạo thêm, có thêm đó, thì cái tâm luôn luôn sống trong tình trạng vọng móng. Và cái vọng móng này đó, nó không đơn thuần là một thứ phiền não, mà cái vọng móng nó lại là một pháp ngăn ngại cho định. Không ai có thể mà lúc nào cũng muốn đi truy tìm dục lạc, mà trong sự truy tìm dục lạc đó lại có cái khả năng để tập trung ngồi xuống 20 phút, 30 phút mỗi ngày mà định tâm cho nó vượt, cho nó tập trung hết. Thì chúng ta nhớ rằng hễ mình sống mà mình càng mong muốn thì thưa quý vị, chúng ta càng vọng móng thì chúng ta càng kém cái định lực. Ở đây là một điểm mà định là một ở trong năm chi thiền. Và cái thứ hai là sân độc. Sân độc ở đây đó, Abhyakta đó, thì nó hơi khác với tâm sân thường. Tâm sân thường ví dụ như là sáng nay chúng tôi thức dậy mà trời ở ngoài mưa rất lớn, ở trong trời mưa đó đó nó cản trở không làm được việc gì, thì cái tâm hơi phiền một chút, thì cái đó chưa phải là sân độc. Abhyakta ở đây tức là chúng ta nói đến một cái sự nóng giận mà dẫn đến có thể hận thù, có thể là chúng ta dùng cái chữ gọi là ghét cái mà mình không thích khác, mà cái sân độc ở đây nó là một tâm ghét bỏ. Ví dụ như mình ghét một ông A, ghét cô B, rồi mình theo đảng này mình ghét đảng kia, mình theo nước ủng hộ nước này mình ghét nước kia, cái ghét gọi là ghét cay ghét đắng. Thì đối với một người bình thường cái ghét đó là vô tưởng vô phạt thôi, nó không có nghĩa gì hết. Nhưng mà cái ghét đó, đó nó lại đánh mất đi một cái pháp rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta, đó là hỷ. Đó là hỷ. Tại sao vậy? Cái hỷ này đó là cái tâm hân hoan, cái tâm thoải mái nhẹ nhàng. Như trường hợp quý Phật tử mà có một buổi sáng mùa thu, trời ở bên ngoài không quá nóng không lạnh, trời trong, cảnh vật hữu tình, quý vị đi bộ bên ngoài quý cảm thấy hân hoan thơi thới. Cái sự hân hoan thơi thới là một trạng thái hỷ, thì nó có thể bị tan biến, nó có bị cản trở bởi cái tâm hận thù cay đắng. Và chúng ta để ý là có những trường hợp một người họ sống ở trong một gia đình hay họ đi làm ở trong hãng xưởng mà có một người nào đó là kẻ thù, là đối lập của mình, thì mình luôn luôn, cái người này luôn luôn có cái tâm gọi là thù oán,
âm nhẫn về người đó, mà nghĩ về người đó với cái tâm quán ghét. Và cái sân này nó khiến cho chúng ta đánh mất cái hiện, nó không đơn giản chỉ là sân thôi. Khi nào mình bực bội, mình nghĩ là ô, tôi bực bội, tôi ghét người khác đâu có gì gì đâu. Không, cái ghét đó nó làm chúng ta đánh mất cái hỷ. Và cái mà thứ ba đó là hôn trầm thủy miên. Hôn trầm thủy miên là trạng thái giả dười, quể quải, biến nhất. Thì cái sự giả dười, quể quải, biến nhất, nó nhẹ thì nó chỉ là quể quải, nhưng mà nặng hơn chút đó là chúng ta là đi vào cái trạng thái gọi là mê ngủ. Dạ, trạng thái mê ngủ. Thì thưa quý vị, với cái trạng thái này đó, chúng ta bị một vấn đề rất là trở ngại. Dạ, rất là trở ngại là cái sự hướng tâm, sự chú tâm của chúng ta gọi là tâm, nó không có nhanh chóng, không có đủ bén. Ví dụ như là quý vị nào mà cầm một cái trang, một quyển sách lên mà mình tập trung, mình đọc vào trang sách đó, nhưng mà lúc mình đang tập trung vào đọc trang sách đó, đang hướng tâm trang sách, cái tâm mình lại nghĩ đâu, hay là mình làm việc này mà tâm mình nó lại nghĩ đến chuyện khác. Mình muốn tập trung, mình tập trung được, mình muốn lái xe, muốn tập trung vào chuyện lái xe, mà mình không tập trung được, mình lại lo, mình lại nghĩ đến chuyện khác. Thì cái sự hướng tâm á, nó là tâm, nó rất là quan trọng. Tại vì cái sự hướng tâm nó giống như là một cái sự chúng ta tạm gọi là máy bay hay là đi tàu, có cái người tài công hay người hoa tiêu. Người hoa tiêu là người chỉ chân hướng đi, nhưng người hoa tiêu không làm việc được. Tại vì sao vậy? Tại vì do cái trạng thái giả dười quể quải. Cái người bình thường không có tu á, thì cái trạng thái giả dười quể quải đó nó không có hại gì hết. Nhưng mà với người tu tập á, mà giả dười quể quải đó, thì nó sẽ thiếu cái trạng thái tâm, tức là khả năng tâm. Dạ. Cái đó nó là một vấn đề lớn đó. Trạo hối ở đây đó, trạo hối đây tức là trạo là tâm dao động, và hối là hối quá. Và cái sự dao động và hối quá ở đây đó, tức là nó làm cho chúng ta không có được cái chi gọi chi lạc. Lạc gọi là chi lạc ở đây nghĩa là hướng cảnh, hay là ở trong chúng ta ở trong kinh thí dụ hỷ, như là mình khát nước mà thấy nước, buồn ngủ gặp chiếu manh đó, gọi là hỷ. Thấy được, thấy hân hoan. Nhưng mà lạc giống như chúng ta được uống nước. Dạ. Thì cái hỷ là hân hoan, mà lạc là sự thấm nhuần. Và cái sự thấm nhuần đó nó sẽ gặp trở ngại nếu mà chúng ta không có, nếu mà chúng ta bị trạo hối chi phối. Bây giờ một vị tỳ kheo xuất gia mặc y, có những vị rất là hạnh phúc với đời sống xuất gia, tức là cái thân tâm mình gọi nhưng mình sống với, mình cảm thấy thấm thía. Dạ. Cái chi lạc nó giống chữ thấm thía vậy đó. Và có những người ở trong chùa lâu rồi, nhưng đối với họ đó thì cái đời sống xuất gia nó không là gì hết. Nó chỉ là một hình thức ở bên ngoài, mình cảm thấy không có gội dung được, không có thấm thía được. Cái đó thiếu cái lạc. Mà cái lạc này nó đến từ cái gì? Từ cái khả năng cái tâm được yên. Khi mà cái tâm bị trạo cử hay là trạo hối, là dao động và hối quá rồi, thì nó không yên. Ví dụ như có những người họ sống với cái tâm trạng gọi là phải chi. Phải chi tôi không ở gần người này, phải chi tôi được cái kia, phải chi tôi được cái chưa, phải chi đó là cái hối. Dạ, cái hối. Thì cái người này á, do cái tâm hối tiếc họ dao động, mà ở trong kinh đó là cái gì có dao động thì không có khinh an. Có dao động không khinh an, mà muốn được khinh an là cái tâm không dao động mới có khinh an được. Tại là bình thường dao động không trở ngại, nhưng mà với một người tu thì chính cái trạo hối đó nó lại khiến cho chúng ta gặp trở ngại trong vấn đề mà chúng ta gọi là làm thế nào mà có thể gọi dùng, có thể thẩm thấu cái tâm của chúng ta. Thì thưa quý vị, một cái trạng thái thứ năm sau cái trạo hối đó là nghi hoặc là trạng thái lưỡng lự phân vân. Cái lưỡng lự phân vân này đó, nó là một cái chướng ngại cho cái mà trong kinh gọi là tứ. Tứ ở đây là sự gắn bó, cái sự gắn kết chặt với cái án sự,
mình làm việc gì đó mà cái tâm của mình nó không có gắn bó, thì thưa quý vị, nó giống như là mình lấy keo mà mình dán vô trong cái hai bậc dán dùm không dính vậy đó. Dạ. Thì quý vị tưởng tượng là bây giờ ở ngoài đời người ta cưới nhau, hai vợ chồng cưới nhau có đám cưới cái linh đình này nọ về, nhưng mà hai vợ chồng khác tính khác ý rồi sống không có sắc son, không có gắn bó với nhau, không gắn bó không tạo được gia đình. Thì bây giờ chúng ta trong việc tu, trong việc học, ở trong việc ngồi thiền, mà đối với cái điều mục mà chúng ta không có gắn bó thì thật ra nó không có tạo thành một cái nó không có tạo thành một cái lực đi tới được. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ mình đang làm việc ở Rung Rung Phật Pháp Buddha Dhamma, quý vị thấy công việc hàng ngày là chư tăng lên thuyết pháp, rồi quý vị Phật tử post bài, nhưng mà bên cạnh đó thì có sư tự tri, sư cố gắng để mỗi ngày để theo dõi công việc, nhắc người này làm người kia trong cái vai trò điều học sư làm, nhưng bây giờ sư không gắn bó với công việc, mình tạm gọi là ơ hờ, làm lơ là làm cho có làm, thì công việc nó không đi đấy. Chúng ta làm việc thì chúng ta hiểu, thành ra một cái người làm việc á là phải có sự gắn kết, phải sự gắn bó với việc đó, mà không có gắn bó đó nó đến từ cái sự cái tâm là nghi hoặc, tức là không có xác lập được cái giá trị. Mình làm việc đó không biết có giá trị hay không. Vì nào đi buôn bán thì quý vị hiểu rằng nếu mà mình làm việc gì đó mà mình nghĩ cái đó nó có giá trị thật sự thì dù trời mưa trời nắng dù gì mình cũng làm. Còn mình làm việc đó mà mình trong lòng mình còn có vẻ hơi hoài nghi là không biết nó có tốt hay không thì thật ra mình không có gắn bó. Chúng tôi nói quý vị nghe là ngay cả đừng nói chi chuyện tu mà ngay cả chuyện học Phật pháp, nếu mà chúng ta không có đức tin mà chúng ta không nghĩ rằng cái việc này thực sự nó có lợi ích thì không bao đời nào mà chúng ta có thể làm việc này một cách chân thật, là một cách gọi là lâu dài, một cách bền bỉ hết. Dạ. Có những Phật tử mà chúng tôi biết là họ làm nhiều năm ở trong lớp Phật pháp chỉ đơn giản là làm MC thôi, nhưng quý vị phải có đức tin, có đức tin vào cái gì mà mình làm thì mình mới gắn bó được. Còn nếu cái tâm mình còn nghi hoặc cái mình không làm được. Thì năm cái pháp mà Đức Phật gọi là Nivarana, thường gọi là pháp triền cái hay là pháp cái, là năm pháp ngăn ngại: tham dục, sân độc, ôn thị, cạo hối, nghi hoặc. Năm pháp này nó ngăn ngại năm pháp khác, đó là tham dục hay là vọng móng á, thì nó ngăn ngại định, mà sân độc thì ngăn ngại hỷ, hôn thủy thì ngăn ngại tầm, cạo hối thì thưa quý vị nó ngăn ngại lạc, và ký hoặc thì ngăn ngại tứ. Mà không có tầm tứ hỷ lạc định á, thì cái tâm của chúng ta đó nó không có đạt đến một cái phẩm chất đủ tốt để đi đấy. Dạ, đủ tốt đi đấy. Tức nó tương đương như bây giờ chúng tôi sắp có một cuộc hành trình xa, mà cái người tài xế là người kém về vấn đề tìm đường, người tài xế lái xe không có vững, người tài xế không có biết được cái sự lựa chọn chính xác, thì thật ra chúng tôi không dám đi với người đó. Tại vì sao vậy? Cái người ta cầm tay lái họ phải có một số cái chất, một cái tố chất, mà cái tố chất đó nó đủ nhanh, đủ chính xác, đủ an toàn để họ lái chiếc xe. Thì một người tu tập đầu tiên là phải hiểu năm triền cái nó có trở lực thế nào, và năm cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định có giá trị ra sao trong cuộc sống. Không có ai phát triển về tinh thần mà có cái thiếu cái năm cái phẩm chất của tầm tứ hỷ lạc định hết, mà chúng ta phải thấy rõ. Bởi vì ở đây Đức Phật này dạy rằng một người tu trước phải vượt qua cái chướng ngại, và từ vượt qua chướng ngại đó thì họ vì đó mới thành tựu năm cái chi thiền. Và trong năm cái chi thiền này càng tu càng thuần thục thì vị càng đạt đến một cái trạng thái mà thứ vị đủ tốt để cho cái đời sống tâm hướng đến. Và ở cái cao điểm khi mà còn lại định và xả đó, thì vị đó phát triển ba cái tuệ giác. Ở đây Đức Phật ngày muốn gom chung lại năm cái chi thiền phát triển là samatha và cái tuệ giác ở đây là vipassana. Thì cái vipassana ở đây đó là chánh niệm đủ mạnh. Do chánh niệm đủ mạnh đó, thì quá khứ đối với vị này trở nên rất là rõ ràng. Nó có đặc điểm như vậy thưa quý vị. Khi mà chúng ta thường hướng cái chánh niệm của chúng ta vào hơi thở,
hướng chánh niệm vào các cái quay nghi, hướng chánh niệm vào các cái cảm thọ của tâm, thì chúng ta lại khôi phục được cái trí nhớ một cách lạ lùng. Con người chúng ta hay quên lãng, nhưng mà khi mà mình tu tập chánh niệm được, quý vị nhớ có những chuyện mà chúng ta nhớ lúc đi tu thiền ấy, thì ở trong thời gian ở trường thiền bỗng nhiên nó cứ gợi lên một số các cái chuyện trong quá khứ mà ngày xưa mình nhớ không có rõ. Dạ, ví dụ như hồi trước mình đã học đoạn kinh đó, nằm trong bài kinh đó, lâu ngày mình không nhớ là bài kinh nó nằm ở đâu, đoạn kinh nó nằm ở bài kinh nào, nhưng lúc đó tự nhiên mình nói ra là mình nhớ. Mà chúng tôi cũng có nghe các vị thiền sư cũng nói rằng khi mà cái chánh niệm bắt đầu khá rồi đó, thì có khi một vài cái thứ mà mình bỏ quên đó, là bây giờ tự nhiên mình nhớ ra. Dạ, đó là mình nhớ một đời. Có vị có khả năng nhiều hơn nhớ được đời trước, hai đời, rồi ba đời, bốn đời, năm đời. Cái đó gọi là túc mạng minh. Và chẳng những các vị nhớ được túc mạng minh, mà các vị còn nhớ được những cái mấu chốt chỗ này và chỗ kia, gọi là sanh tử minh. Tức là do nhân nào tạo ra quả nào, thì cái tuệ giác này nó còn siêu đẳng hơn nữa. Không phải nhớ cái quá khứ mà còn biết được cái liên hệ đầu mối giữa pháp này và pháp khác. Và sau cái sanh tử minh đó, thì cái minh thứ ba là lúc bây giờ do nhận rõ cái nhân quả năng sở của các cái điểm trong dòng luân hồi đó. Vì đã thắp sáng được cái tuệ giác và hiểu đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là gì khổ, đây là con đường gì khổ. Vì đã hiểu rõ bốn cái pháp vi diệu này, vì này thành tựu cái gọi là lậu tận minh. Dạ, lậu tận minh. Thì thưa quý vị, đoạn chót của bài kinh này á, nói về một đặc điểm là một người tu tập là người phải có mục đích và phải dấn bước vào cuộc hành trình. Hành trình ở đây là hành trình tu tập, và cái mục đích đó là mục đích đoạn tận phiền não, thành tựu chánh trí. Và cho đến khi nào mà vị đó nhận thấy rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, thì lúc bấy giờ thì thưa quý vị, vị đó mới có thể nói rằng mình được, mình đã đạt đến mục đích. Còn đời sống bình thường của chúng ta, mà nếu người tu tập tu và để nhàn, có nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng ở ngoài đời bon chen nhiều quá, mệt mỏi quá, mình tu vào chùa để mình được nhàn, người đó không có tâm tu. Người tu không phải là tu tiên, tu phải được chữ nhàn đâu, mà người tu là phải là một sự phấn đấu rất là nhiều. Đức Phật ngài dạy rằng cái pháp mà ngài dạy là cho người có trí chứ không phải là người không có trí, cho người tinh tấn chứ không phải cho người lười biếng. Không phải ai mà mặc áo tu vô mà để cầu an, để đời sống mình cầu có được tháng ngày yên ổn cuối đời, người không có tâm tu đâu. Cái người có tâm tu thật sự là người cái ý thức được rằng ở trong cuộc sống có cái cần phải làm và dốc lòng làm được đó, nó có đường đi, nó có điểm đến. Như vậy đó là mới gọi là sa môn hạnh. Nãy giờ chúng tôi nói quý vị, mà chúng tôi không biết là chư tăng có vị nào đang có mặt ở trong room. Thượng tọa Pháp Tân hay Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa đang có mặt ở trước máy, xin Thượng tọa Pháp Tân hoan nghị nói cho vài lời. Dường như hôm nay thưa quý vị là ngày mà chúng ta quý vị hoan nghị. Siêu Nguyên Thông ơi, Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông đang có mặt ở trước máy, sư Nguyên Thông giúp cho nói cho vài lời được không? Dạ, sư Nguyên Thông có thể nói cho 10 phút, tại vì có công việc chút xíu, rồi sau đó sẽ trở lại ở trong phần điều học. Dạ, xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ, xin góp ý cho một bài lời nói mà Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy cho chúng ta cách đây hơn 2600 năm. Kính thưa sư phụ và kính thưa đạo tràng, chúng ta là những con người, tức là có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, và cái điều mà quan trọng nhất trong đời sống của mọi chúng sanh trên trần gian này đó là thân khẩu ý. Vì sao? Vì thân khẩu ý là những cái hành động của thân khẩu ý mà chúng ta đã hành động đó, thì Đức Phật đã giảng giải rằng người nào mà hành động với cái thân hành động, khẩu hành động, ý hành động với cái tâm bất thiện, thì
thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo. Và ngược lại, người nào hành động với cái tâm hiền thiện, với thân khẩu ý của mình, thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái điều quan trọng nhất tức là nhân quả. Và nhân quả đó là cái chân lý tuyệt đối. Không có một trở lực nào, một cái vị tổng thống nào, một vị thần nào, một vị thiên chủ nào, một vị chánh biến nào mà có thể cản trở được cái quả báo của nhân quả. Một khi một hành động đã xảy ra lúc trước và cái kết quả dị thục nó sẽ đến khi những cái duyên nó đầy đủ. Chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bị cái người đệ tử của mình là Đề Bà Đạt Đa đã vì cái lòng tham lam, dầu rằng ông ta đã chứng được 5 tầng thiền và ông ta đã có thần thông, và khi một cái lòng tham nổi lên thì cái lý trí của ông ta đã mất đi, và ông ta đã muốn tiêu diệt Đức Phật để mà chiếm đoạt cái đạo tràng. Thì ông ta đã dùng cái cây gì gì đó mà để mà hất cái tảng đá nặng tựa trên núi xuống để giết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà trong cái chân lý thì trên trần gian này không có một ai có thể giết được một Đức Phật được hết. Cho nên là cái tảng đá đó đã bị một cách khác cản lại. Và do cái lực mạnh của cái dựng tảng đá ở trên nó đập vào cái tảng đá ở giữa đường, và một cái mảnh đã văng trúng cái bắp chân của Đức Phật Thích Ca, và ngài đã được kỳ bà hay là kỳ bá Chivaka đã băng bó vết thương của ngài. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng ngay cả Đức Phật là một vị Thế Tôn mà vẫn bị cái quả báo mà ngài làm cho ngài bị thương do những cái tiền kiếp quá khứ ngài đã làm một điều gì đó. Kính thưa chư vị, khi mà chúng ta là đệ tử của Thế Tôn thì Đức Phật giảng dạy rằng chúng ta là Phật tử thì phải làm thế nào những cái thân hành khẩu hành của chúng ta để xứng đáng là một người Phật tử. Nếu chúng ta là tu sĩ thì chúng ta phải làm thế nào để cho chúng ta xứng danh mang cái danh là tỳ kheo hay vân vân. Vì vậy cho nên do cái chánh danh định phận đó mà làm cho một người tỳ kheo hay một người Phật tử phải có cái chánh niệm tỉnh giác trong những hành động của mình. Mà kính thưa chư vị là cái chánh niệm tỉnh giác đó không phải ai cho chúng ta, không có một vị Phật nào, một vị thiên nào, một vị đế thích nào mà có thể cho chúng ta cái khả năng đó. Mà cái khả năng mà chánh niệm tỉnh giác đó là chính là chúng ta phải tự tạo lấy, tự làm lấy. Và làm sao để có cái chánh niệm tỉnh giác? Trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã giảng dạy cho chúng ta hai cái loại thiền. Một cái loại thiền định hay là thiền chỉ, tức là Samatha, mà chúng ta ngồi thẳng lưng để niệm trước mặt khoảng 1 thước, 1 thước rưỡi. Rồi chúng ta niệm, Đức Phật giảng dạy là niệm cái hay nhất là cái hơi thở. Khi thở vào, biết thở vào. Khi thở ra, biết thở ra. Khi thở vào dài, biết thở vào dài. Và khi thở ra dài, biết thở ra dài. Giác toàn thân, tôi sẽ thở vô. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra. An tĩnh toàn thân, tôi sẽ thở vô. An tĩnh toàn thân, tôi sẽ thở ra. Mà khi người hành giả đặt niệm như vậy và chú tâm niệm như vậy để làm gì? Để dùng cái định lực của chúng ta. Mà cái định lực này phải là một định lực vô gián, cho nên đặt được cái vô gián định để có thể chứng được những cái tầng thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ quả. Và nếu cái tầng thiền đó là tầng thiền vô gián định thì trong một thời gian nào đó thì chúng ta có thể chứng được những cái tầng thiền sơ, nhị, tam, tứ thiền. Và tu thiền như vậy, đến một thời điểm nào đó thì chúng ta có thể hướng tâm về không vô biên xứ để chứng được không vô biên xứ. Hướng về cái thức là vô biên thì mới chứng được thức vô biên xứ. Và chúng ta sẽ hướng về cái tâm
để nghĩ rằng trên trần gian này chẳng có gì cả là bởi vì vạn vật đều vô thường, thì lúc đó chúng ta sẽ chứng vô sở hữu xứ, và chúng ta sẽ đi lên một thần thiền cuối cùng, đó là phi tưởng phi, phi tưởng xứ. Và với những cái siêng năng tinh tấn như vậy, thì kính thưa chư vị, chúng ta có thể lần hồi chứng đắc được những cái quả vị hay là đạo quả, là sơ đạo hay là sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam quả, đạo tam quả, tứ đạo, tứ quả, tùy những cái ba la mật mà chúng ta đã gieo từng kiếp trước. Kính thưa chư vị, chúng ta không thể nào chứng đắc những cái sơ đạo sơ quả ở trong trần gian này mà khi mà không có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà may mắn cho chúng ta, cái giáo pháp của Ngài vẫn tồn tại ở đây, tồn tại không có mất gì cả. Tất cả cái giáo pháp của Ngài gồm có Kinh Tạng, đều gồm có Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Và những cái bài pháp Samatha và Vipassana vẫn còn đầy đủ ở nơi đây. Và do đó thì chúng ta có thể có cái giáo pháp của Thế Tôn để mà theo đó mà tu hành. Thì với cái sự giáo huấn của Ngài vẫn còn tồn tại ở đây, vậy do đó con người chúng ta theo nương theo cái giáo pháp của Ngài mà có thể tinh tấn tu hành để chứng những cái tầng thiền. Và từ những tầng thiền đó, chúng ta có thể theo dõi những lời của Ngài dạy trong Tam Tạng Kinh Điển để mà có thể tiến tu, để chứng đứng những cái quả vị mà do những cái ba la mật mà chúng ta đã tạo thành từ kiếp trước cũng như kiếp này, có đủ lực để chúng ta có thể là chứng đắc những đạo quả hay là những tầng thiền. Kính thưa chư vị, một cái điều mà Nguyên Thông thường thường khi mà vào room đó, thì cảm thấy là chúng ta rất là hạnh phúc. Cái điều thứ nhất chúng ta hạnh phúc là chúng ta được sanh làm người. Và cái điều thứ nhì là chúng ta rất hạnh phúc là chúng ta được tiếp cận với cái chân lý tuyệt đối mà Đức Phật đã thành tựu và đã trao truyền lại cho chúng ta qua 2500 nay, mà giáo pháp đó vẫn còn yên tắc, tức là còn vẫn đầy nguyên vẹn. Chúng ta biết rằng nguyên vẹn là nghĩa gì, là những lần mà kết tập kinh điển do Ngài Mahakasapa lần đầu tiên tập Phật 500 vị tỳ kheo A-la-hán, lần thứ nhì 700, lần thứ ba là 1000, và lần thứ tư kết tập ở bên Sri Lanka. Và khi mà những nhóm tỳ kheo từ Ấn Độ qua Sri Lanka gặp nhau, và họ có cái ý là ta xem lại qua cái trí tuệ của những người bên Ấn Độ và trí tuệ những người bên Sri Lanka có giống nhau hay không, cho nên họ họp lại để mà kết tập những tam tạng kinh điển mà họ đã học được. Thì may mắn thay cho chúng ta thì tất cả những vị đó dầu chưa đủ 500 người, nhưng mà lần kết tập đó vẫn yên tắc, vẫn đúng như là những lần trước. Và họ đã cho rằng lần kết tập đó là lần kết tập kinh điển. Và lúc đó chư vị tỳ kheo đó đã thấy rằng một người hành giả mà có thể thuộc lòng tam tạng kinh điển thì không phải là chuyện dễ. Con Nguyên Thông con xin nói thật, ngay cả con thì cái bài Chuyển Pháp Luân và cái bài Vô Ngã Tướng cũng như là Tứ Niệm Xứ con học chưa thuộc, mặc dầu đọc thì đọc rành rẽ hiểu rõ nhưng mà không thể thuộc nổi. Thì đó là những cái bài kinh tương đối hơi dài mà chỉ có 3 bài kinh thôi mà không thuộc nổi, thì làm sao tam tạng kinh điển là biết bao nhiêu bài kinh mà học thuộc. Cho nên trần gian này mà tìm những người học thuộc tam tạng kinh điển thì ngoài những xứ như là Miến Điện, Tích Lan và Thái Lan thì con nghĩ rằng khó có một vị tam tạng pháp sư có mặt từ những cái nước như là Việt Nam chúng ta. Do đó phải có một cái sự giáo dục căn bản từ nhỏ trở đi, và có một sự giáo dục rất là nghiêm nhặt thì một người hành giả nó mới có thể thuộc được, thuộc lòng được tam tạng kinh. Ngoài những cái nước như con vừa nói ra, như là Miến Điện hay là Thái Lan hay là Sri Lanka, Cao Miên vân vân, chứ Việt Nam mình con nghĩ là thí dụ như những người mà tài giỏi như con biết là Ngài Hộ Tông cũng như là sư trưởng Sư Bá và sư phụ Chất Đẳng thì rất là giỏi, nhưng mà
thuộc lòng Tam Tạng kinh điển thì con chưa có nghe nói được những người đó, nhưng mà phải công nhận là những người lỗi lạc nhất của người Việt Nam cũng chưa chắc là có thể là thuộc lòng Tam Tạng kinh điển. Có một lần con đã được giáp mặt một vị Tam Tạng pháp sư cũng từ bên Thái Lan hay Miến Điện qua, do một người mặc tỳ kheo Việt Nam. Ủa cả bây giờ có sư tụ Tệ Quyền rồi hả? Dạ. Dạ bây giờ thỉnh sư phụ, có sư phụ Tệ Quyền rồi, rồi con thỉnh mời sư phụ tiếp tục bài giảng của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con cung thỉnh sư phụ Tệ Quyền cầm mic. Dạ con thấy là cô Nhật Quỳnh nói sư phụ Tự Quyền không có trong rung, thì con xin tiếp tục. Kính thưa chư vị, chúng ta là Phật tử cũng như chúng ta là những tu sĩ có mặt trong rung này, thì cái nhiệm vụ của chúng ta phải như thế nào? Theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy là Phật tử thì chúng ta phải xứng danh là một người Phật tử chân chính, là một đệ tử của Thế Tôn. Và là một tu sĩ thì chúng ta phải xứng đáng là một vị tỳ kheo đệ tử của Thế Tôn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải đầy đủ chánh hạnh. Đầy đủ chánh hạnh tức là đã thành tựu những điều mà Đức Phật đã giảng dạy, là phải tròn, Phật tử phải tròn ngũ giới. Và những vị tỳ kheo đó 227 giới, là tất cả là có thể nói là mình không nên, không được phép phạm giới, mà lỡ có phạm giới thì phải sám hối. Và vì vậy cho nên phải xứng đáng là một người có chánh hạnh. Và khi chánh hạnh rồi thì người hành giả đó phải xem coi những cái thân hạnh của chúng ta có tròn đủ hay không. Thân hạnh của chúng ta là phải không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, uống rượu, tất cả cái ngũ giới này. Mà Đức Phật giảng dạy rằng bất trì ngũ giới thì nhân thiên lộ tuyệt. Không có giữ được ngũ giới thì con đường trở về làm người và con đường lên sanh làm chư thiên hay là tiên thì sẽ không có còn con đường đó. Cho nên Đức Phật đã giảng dạy rằng bất trì ngũ giới, nhân thiên lộ là con đường trở về làm người, được làm người, con đường đi lên làm chư thiên thì không còn nữa. Cho nên nhất thiết là chúng ta phải giữ gìn ngũ giới, và sát sanh là cái tội rất là... Dạ kính thưa sư phụ, con thấy sư phụ trở về rồi thì con xin được trao mai lại cho sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ cầm mai để tiếp tục lời giảng với sư phụ lúc nãy. Xin chân thành tri ân chư vị là lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Kính trân sư Nguyễn Thông, chư Thông Đức và chư quý Phật tử. Có những ngày không như mọi ngày, hôm nay chư vị giảng sư không có mặt ở trong rung nhiều, mà ở Houston là trời đang mưa, có cơn bão beta đang đi ngang, trời mưa nhiều. Ở trong chùa có cái chỗ nó bị dột ở trên chùa thư viện, thì chúng tôi phải lên giải quyết chút việc, mưa dột máy vào. Bây giờ gián đoạn, bây giờ xin trở lại. Thưa Phật tử, trong cái cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cái thí dụ mà do những cái
thí dụ này đó, từ đó chúng ta nghiệm được về đời sống tu tập. Chúng tôi sống ở Mỹ 40 năm, từ năm 1980, thì 40 năm đó chúng tôi được được gặp, được nghe, được chứng kiến rất là nhiều những cái mảnh đời khác nhau. Không phải ai qua Mỹ thì cũng giống nhau hết. Có những người qua bên Mỹ thì họ phát huy được tài năng, trí tuệ, thành công trong việc học, thành công trong việc làm, thành công trong việc mà tạo lập được một cái mái ấm gia đình. Nhưng mà cũng có những người qua đây từ cái sự thời trai trẻ đi đến cái chỗ già nua cằn cỗi. Có những người của tôi qua đây từ cái chỗ mà có cái nhiệt quyết ban đầu, sau này tàn lụi theo thời gian. Cũng có những người Việt Nam, quý vị, những người vô gia cư. Quý vị nào ở California thì biết ở San Jose hay là Orange County có những cái bãi đất hoang, bãi đất của chính phủ mà những người homeless, những người vô gia cư về đó, thì cái số người Việt Nam là vô gia cư cũng rất nhiều. Có những người mà ngày xưa họ từng là sĩ quan, từng thông thạo Anh ngữ và từng có sức khỏe mà bây giờ cuộc sống đưa đẩy trở thành vô gia cư. Ở đây chúng ta không có chỉ trích và không có nói ai đúng, ai sai. Nhưng mà rõ ràng là ở trong cuộc sống này, một người mà có thể xác lập được con đường mình đi, và trên con đường mình đi, hành trình mình đi đó, mà mình có đủ cái sự phấn đấu, có cái tố chất để mà bám chặt lấy cái mục đích, và làm sao để mà có một hành trình mà nó tương ứng với mục đích đó, là chuyện đó không có dễ dàng. Chúng tôi có một cái kinh nghiệm rất là quý ở trong cuộc sống, thưa quý vị. Năm chúng tôi 17 tuổi đó, rời Việt Nam ở trên một chiếc thuyền từ Cà Mau để sang bên, đi sang Mã Lai, lúc bây giờ gọi là vượt biên. Thì chiếc tàu đó là không có đông người, chiếc tàu chỉ có 24 người thôi. Và do vậy rộng rãi, chúng tôi lên được trên buồng lái, ngồi nói chuyện với cái anh gọi là anh Tổng. Anh Tổng đó là tài công lái tàu, anh lái tàu đi. Thì có lẽ khi mà lái tàu ra khơi thì anh thấy mình là nhà sư, thật ra anh cũng nói chuyện. Và trong cái việc nói chuyện đó, đó thì chúng tôi nhớ câu chuyện mà anh nói rằng khi mà mình lái tàu thì cứ phải thỉnh thoảng nhìn vào hải bàn để rồi phải định lại cái hướng đi của mình. Vì nếu mình cầm tay lái, mình nghĩ mình cầm chắc một chỗ, thì thật ra nó không phải là nó đi đúng một hướng đâu. Dù là mình chắc một chỗ, nhưng mà cái dòng nước ấy, nó chảy, nó đưa cái hướng đi mình nó lệch đi, và gió nó cũng làm cho hướng đi mình nó lệch đi. Thì cái người tài công mà lái tàu ra biển, ở giữa biển cả mênh mông mà hoàn toàn không có biết, không có biết rõ là ở đâu là bờ, đâu là đường đi, đâu là điểm đến, chung quanh chỉ là biển, thì ngoài cái tay lái của mình là mình phải luôn luôn nhìn vào hải bàn để luôn luôn điều chỉnh lại cái hướng của mình. Ví dụ như gió mà nó xô đẩy về một hướng khác, thì mình phải điều chỉnh tay lái, mình phải đi nghiêng về phía bên đối ngược lại một chút để cái hướng đi mình cho nó chính xác. Ở câu chuyện đó nó làm cho chúng tôi nhớ hoài ở trong cuộc đời. Có nhiều người trong cuộc sống này, người đời của vậy, một người tu cũng vậy, chỉ đơn thuần là được qua bên Mỹ, được đi làm, hay là đơn thuần là vào chùa mặc chiếc áo tu lên, mình nghĩ là ô, như vậy là nó đã bảo đảm cho cuộc hành trình. Không, cái đó nó chỉ là mới là bước bắt đầu thôi. Nó chưa có một cái gì bảo đảm là bước tiếp theo nó sẽ tốt nếu chúng ta không tiếp tục điều chỉnh. Và cái khả năng mà là mới, cái khả năng nhìn lại vấn đề một cách cẩn trọng đó, nó không có đơn giản, hoàn toàn không đơn giản.
Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật Ngài có dạy về hình ảnh của một người con gái về nhà chồng. Thì ban đầu, những tháng ngày đầu tiên về làm dâu thì tương đối rất là cẩn trọng, ngó trước, ngó sau, có trên, có dưới. Nhưng mà sống lâu ngày, nhất là ở bên chồng quá thương hay quá cưng dịu, những đâm ra lờn. Và khi mà đâm ra lờn rồi đó, thì nó mất đi cái nó mất đi cái sự trân trọng của những người ban đầu. Họ thấy mình là một hình ảnh khác. Thì Đức Phật dạy tương tự như vậy. Người tu nhiều lúc khi mà mình mới phát tâm thì rất là tốt, rất đẹp. Nhưng mà khi mà lâu ngày, khi mà mình đã là quen thì mình không còn có cái sự phấn đấu. Và cái không có phấn đấu nó làm cho chúng ta bị hỏng, bị hỏng rất là nhiều. Ngày trước chúng tôi có ở với Ajahn Pasano, bây giờ Ngài làm trụ trì cái chùa Abhayagiri ở trên miền Bắc California. Lúc đó Ngài làm trụ trì cái chùa Quatanachat. Thì có một người đúng là một chú giới tử người Đức có hỏi Ngài một câu. Dạ, mà chúng tôi nhớ hoài. Hỏi rằng ở trong cái số người mà vào trong chùa ở mà Ngài dẫn vào tu thì Ngài phân loại như thế nào, tức Ngài chia ra thế nào. Thì Ngài cười, Ngài nói rằng thật ra Ngài nhìn rất là giản dị. Có những người đó khi mới vào thì họ rất chịu khó, rất siêng năng. Nhưng mà khi họ đã quen rồi đó, thì họ không còn giữ được ban đầu nữa. Có một hạng người thứ hai đó, là từ lúc bắt đầu cho đến về sau này họ vẫn giữ được cái trong tinh tấn, sự cẩn trọng. Nếu tốt hơn nữa thì quá tốt, còn nếu không thì họ vẫn giữ nguyên cái sự tinh tấn cẩn trọng. Con người mình, thưa quý vị, mình hay bị cái chuyện gọi là lơ mặt, mình hay có cái chuyện gọi là giải đãi. Dạ, cái giải đãi đó Đức Phật Ngài gọi là một cái cơ sở cho bất thiện pháp. Và không giải đãi đó tức là cái nền móng của thiện pháp. Cái không giải đãi đó là cái khả năng xem xét kỹ lưỡng lại. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, có thời gian ở trong trại giao binh với thân phụ đi lính. Thân phụ chúng tôi có nói một chuyện là có nhiều người lính đó, là họ có một cái chuyện họ rất dễ gây ra tai nạn, đó là khi mà sử dụng súng ống đạn dược đó. Ban đầu mới được giao súng, giao đạn dược thì họ rất là cẩn trọng. Nhưng mà lâu ngày sau đó thì họ lại bất cẩn đi. Trong sự bất cẩn có nhiều khi bất cẩn chết người. Dạ, bởi vì ở trong quân đội có đôi khi người ta xem là cái chuyện hàng ngày phải lau sạch súng ống, đó là một chuyện, một cái thói quen rất là cần cho tất cả các chiến sĩ. Thì điều này là một điều rất là dễ hiểu đối với cuộc sống của chúng ta, là cái thái độ mà nghiêm túc, thái độ mà phấn đấu của thời gian ban đầu mà nếu được tiếp tục kéo dài thì chuyện đó là chuyện tốt. Dạ, chuyện tốt. Cũng như là thưa quý vị, khi mà chúng ta học Phật pháp, dạ, chúng ta học Phật pháp, nếu mà mình học mà bây giờ 10 năm nữa, 20 năm nữa mà chúng ta vẫn có một thái độ nghiêm túc thì chuyện đó quý. Nhưng mà mới bắt đầu thì mình có vẻ rằng cái gì mình cũng chịu khó tra cứu, cái gì cũng chịu khó học hỏi. Nhưng mà về sau mình thấy mình nghĩ mình hiểu rồi. Chúng tôi rất là sợ cái chuyện đó. Dạ, rất là sợ chuyện đó. Mà không phải một người mà nhiều người. Chúng tôi gặp rất là nhiều người học chỉ được một số các cái kiến thức, lý luận được một số rồi nghĩ rằng mình hiểu hết. Không phải đâu. Tam đoạn kinh điển á, mình học 10 năm cũng chưa chắc là mình đã có thể nắm rõ tất cả mọi thứ. Đừng nói gì cái chuyện mà mình chỉ nghe loáng thoáng một số bài pháp hay đọc một số cuốn sách. Bây giờ thì thứ vì người ta có một danh từ là mình ăn liền. Cái kiến thức về mình ăn liền là đọc cuốn sách nào hay đó, ráng nắm được một vài cái yếu lý để mình hiểu Phật pháp. Không đơn giản như vậy. Và chúng ta học ở trong bài kinh này thì chúng ta thấy được một cái đặc điểm, đó là trong cái giáo trình mình học đó,
mỗi một bài kinh đều một lần nữa cho chúng ta thấy cái sự quan trọng, để chúng ta cân nhắc, để chúng ta chịu khó đào sâu, chứ không phải mình học, mình đọc được, mình hiểu sơ sơ rồi vậy là xong. Chúng tôi làm việc với Thượng tọa Tuệ Siêu á, thì có một điều chúng tôi rất là cảm kích ở Thượng tọa Tuệ Siêu rằng thỉnh thoảng Thượng tọa có cái mà chúng tôi tạo gọi là cái khó. Cái khó ở trong cái chữ này, ở trong chữ kia, không phải là mình làm việc quen rồi mình coi thường những việc đó, không có nên coi thường, mà đôi khi mình phải nhìn vấn đề một cách rất là nghiêm túc. Thì trong đời sống tôi cũng vậy. Đừng nói rằng tôi đã lái xe 20 năm rồi thì tôi ra đường tôi không cần cẩn trọng. Không có. Đức Phật Ngài, bản thân của Ngài là một bậc đại giác, bản thân của Ngài là một Pháp Vương. Nhưng mà Đức Phật Ngài từng khẳng định rằng giống như một con sư tử, từ lúc còn nhỏ cho trưởng thành cho bây giờ, khi nó bắt mồi nó luôn cẩn thận chứ không phải là không cẩn thận. Khi Như Lai tuyên thức chánh pháp thì luôn luôn là cẩn thận chứ không phải không cẩn thận. Đó là một vị đại giác, một vị Pháp Vương. Còn bản thân của chúng ta, thưa quý vị, chúng ta phải nhớ rằng bất cứ việc gì, cái chuyện lơ là, cái việc chởn mãn, cái việc mà thiếu nghiêm túc, nó luôn luôn làm hỏng rất nhiều việc, và hỏng rất nhiều việc trong đời sống. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, một người lái xe ở tại Mỹ mà lái xe 20 năm, mà rằng tôi lái xe 20 năm rồi tôi không cần để ý nhiều nữa, chết. Tại vì một con đường chúng ta đi, như hôm nay Houston là một ngày bão, mình lái xe ra được, thì cái người tài xế phải có kinh nghiệm là mình phải làm sao tránh những chỗ đứt lục nhiều quá, mình làm sao tránh những con đường nguy hiểm kẹt nhiều quá, phải làm thế nào hạn chế đi đến nơi về đến chốn hơn là đi la cà ngoài đường, v.v. Ở bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải cẩn trọng. Thì đời sống tu tập cũng tương tự như vậy. Nếu mà mình trong việc học, ở trong việc thực hành, mà mình nói rằng ô cái đó mình quen quá rồi, chết. Cái gọi là quen quá rồi mình chết. Có một lần chúng tôi xem một bản tin đó, ở trong đó họ phỏng vấn một vị đại quý cảnh sát. Vị đại quý cảnh sát nó có lời phát biểu rằng 75% tai nạn xảy ra đó thì nó trong vòng năm mai ở trong cái bán kính chung quanh nhà mình. Câu hỏi là tại sao? Tại sao 75% xảy qua trong vòng cái bán kính năm mai chung quanh nhà mình? Tại vì cái chỗ nào quen thuộc thì chúng ta hay dễ ngươi, quen thuộc chúng ta hay ơ hờ, quen thuộc chúng ta không có cẩn trọng. Con đường nó quen quá mà cứ leo lên cầm tay lái chạy ra đường nó không để ý, mà cái đó là cái gây ra vấn đề, tạo ra vấn đề. Thưa quý vị, chúng tôi nãy giờ vừa tiếp lời, nhưng mà bây giờ thì không thấy Thượng tọa Tự Quyền vào, nhưng mà thấy có Thượng tọa Pháp Tân và Đại Đức Pháp Tính. Xin hỏi rằng không biết Thượng tọa Pháp Tân và Đại Đức Pháp Tính có vị nào, và Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính cầm mic để có một vài điều thảo luận. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Ồ, tốt quá. Hy vọng là hôm nay một ngày trời mưa gió mà lại có trung cấp, mà có đang giúp được quá tốt. Đại Đức Pháp Tính có một cái hiện tượng mà không biết bằng cái kinh nghiệm bản thân Đại Đức Pháp Tính có thấy không, là đa số khi chúng ta vào tu tập á, thì thời gian ban đầu chúng ta có định hướng, nhưng mà càng tu lâu thì càng mất định hướng. Đại Đức Pháp Tính có nghĩ như vậy không? Xin thỉnh ý kiến Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính ngài lãnh lễ đến Thượng tọa Nhất Đẳng, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Dạ, lúc đầu còn nghe được âm thanh nó rõ tí xíu, không biết sao giữa chừng không còn nghe nữa. Khi mà Đại Đức Tự Tri điện thoại thì mới biết bị rớt nét. Rớt nét rồi nãy giờ online, nãy giờ mới vào được. Mong nguyên vị vị ngài thông cảm giùm. Dạ, qua cái câu thảo luận Thượng tọa vừa nêu ra đó, thì phải chăng phần đông những tu sĩ sau một thời gian dài xuất gia thường là mất định hướng,
Thì kính bạch thượng tọa, kính thưa này chúc, cái điều này thì đa phần là nó diễn ra, là nó diễn ra đến cái đời sống của cái vị tu sĩ nhiều. Chúng con đã từng thấy rồi, có nhiều vị thì lúc trước đó, có nhiều vị coi như là nói với chúng con là thôi giờ con có nhiều đồ con cho đại đức hết á, con có nhiều đồ con cho đại đức hết á. Thì chúng tôi mới hỏi, ủa cho lấy gì xài chứ, không mai con về đạo là coi như là mất phương hướng luôn, chứ không phải là mất định hướng quý vị, có nghĩa là mất phương hướng luôn đó. Thì chúng tôi mới nói thôi sư ơi, ráng tu tập hết mùa hạ này đi rồi tính tiếp. Rồi chúng tôi cũng nói rất là nhiều, quý vị, rồi cái cũng ở lại tu tập. Ở lại tu tập thì được khoảng chừng từng lễ nữa, coi như là thôi lần này cho hết luôn đó nha, không có khuyên nữa. Đó thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều. Thì cái điều này đó, chúng tôi muốn nói ra là tại sao quý vị, tại vì thật sự ra đó, những cái vị đó đó tu tập nó không có một cái lý tưởng, nó tu tập không có một cái lý tưởng. Chúng tôi nói với quý vị đó, không phải là chúng tôi phe quý vị, nhưng mà chúng tôi luôn luôn ngày đêm chúng tôi vẫn giữ cái lý tưởng của mình đối với cái ngôi chùa Bửu Đức mà chúng tôi đang ở đó. Thì chúng tôi cũng tâm sự rất là với nhiều người, chúng tôi nói rằng cái dân ở đây giàu thì họ không có giàu, nhưng mà học thì họ cũng không học được, nhưng mà nói về mà cúng cơm bánh trái đồ này kia đó, kêu họ là họ cúng nói về mà dầu nước tương hay là cơm nước bánh trái là họ cúng liền, nhưng mà họ kêu mà cúng tiền xây dựng nhiều không có tiền đó, mà kêu học thì họ cũng không đủ sức học. Quý vị, một người thì lo buôn bán, một người thì bận vợ chồng con cái đủ thứ đó. Thành ra đó, chúng tôi mới tâm sự rất là nhiều người. Chúng tôi nói thật sự ra nhiều khi đó, mình nhìn cái Phật giáo nguyên thủy mình đó, có lúc đó, thì mình cũng rất là buồn. Thí dụ như có những vị sư bệnh, khi mà bị bệnh rồi đó, thì coi như là sau một thời gian phải quay về nhà để mà ở nhà chăm sóc, ở nhà nuôi, vân vân. Thành ra đó, chúng tôi cũng có cái lý tưởng, có lý tưởng sau này nếu mà có khả năng, chúng tôi sẽ xây một cái giải phòng, một cái giải phòng, hai cái giải phòng, một bên đó là để cho nam, một bên đó là để cho nữ, để lỡ sau này có những người mà người ta về già, người ta cô đơn thất thế, hoặc là khi mà người ta bệnh đó, thì chúng tôi cho lưu trú lại ở trong chùa, vì rằng chúng tôi nghĩ rằng đối với cái sự mà mình ở trong chùa đó để mà mình dưỡng bệnh, hoặc là mình ở với cái tuổi già đó, thì dù sao mỗi buổi chiều cũng nghe chư tăng tụng kinh cội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh thắng ma dương vạn chướng trùng trùng vân vân, thì nghe nó cũng đỡ buồn, nó đỡ não nề hơn là cái khi mà mình ở nhà. Quý vị ở nhà mà mình bệnh thân rồi mình ở một cái ngôi nhà đó, quý vị thấy vào buổi chiều đó, cơm thì nó khét, con nít thì nó dọc nước, hoặc là nó dọc bếp ga, rồi cha mẹ la đồ này kia vân vân. Thành ra đó, chúng ta ở nhà thì chắc chắn rằng nó sẽ não nề, nó khổ não hơn nữa, từ bệnh thân mà nó dẫn đến bệnh tâm. Thành ra quý vị biết rằng á, đối với chúng tôi đó, ngày hôm nay đó, cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn còn ấp ủ những cái lý tưởng đó. Nếu mà không phát triển được, có nghĩa là không dạy học được, hoặc là không hoằng pháp được vân vân, thì chúng tôi sẽ quay qua công việc khác. Có nghĩa là ở trong cái câu thảo luận này đó, chúng tôi nói rằng là một số vị là sau một thời gian xuất gia rồi đó, thì bị, nói chung là bị lung lạc, bị những cái ngọn gió đời, những cái ngọn gió đời nó chi phối các vị.
Thành ra đó nó mất đi lý tưởng quý vị. Thành ra đối với chúng tôi đó thì chúng tôi sẽ chuẩn bị nhiều cái lý tưởng. Cũng như thật sự ra hồi lúc trước á, khi mà lên Banh Thót này á, mình cảm thấy cũng như là nó hơi mệt mệt, nó hơi mệt mệt. Nhưng mà càng lên Banh Thót này á, thì chúng tôi càng thấy hăng, càng cảm thấy rất là hăng, rất là muốn lên trên Banh Thót chúng tôi giảng. Tại vì chúng biết cái Banh Thót này á, là coi như là cho mọi người, người ta nghe cái lúc nào người ta nghe được thì người ta nghe trực tiếp, rồi cái lúc nào mà người ta không nghe được thì người ta sẽ tìm lại ở trên Facebook hoặc là ở trên Zoom để mà người ta nghe lại, vân vân. Thành ra đó nó có rất là nhiều cái lợi ích đó. Thành ra quý vị biết rằng chúng tôi cũng sợ cái tâm của mình, tâm xuất gia của mình nó sẽ bị lung lay. Thành ra lúc nào chúng tôi cũng luôn luôn chuẩn bị cho mình nhiều cái lý tưởng. Hồi lúc trước quý vị nhớ có một lần chúng tôi cũng tâm sự quý vị đó, sợ do những cái biến cố, cái tình hình gì đó mà có lúc là nói rằng là không có cho xài internet nữa, trở về cái thời như thời xưa đó. Thì lúc đó chúng tôi cảm thấy buồn quý vị, cảm thấy mình hơi lo sợ một chút xíu đó. Rồi nhưng mà trải qua thời gian đó rồi thì chúng tôi cũng thấy mừng. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng cái Banh Thót này nó sẽ đem lại cái lợi lạc cho rất là nhiều cái người Phật tử, những cái người cư sĩ vân vân. Thành ra chúng tôi nói về những cái điều này là không phải là sai, không phải là lạc với một cái câu thảo luận đâu quý vị. Nhưng mà chúng tôi nói rằng là tại cái nguyên nhân, cái phần đông là những cái vị tu sĩ xuất gia sau một cái thời gian dài đó thì nó mất cái định hướng, mất cái phương hướng, đúng là cái chuyện đó nó có. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái nguyên nhân tại sao, cái nguyên nhân tại sao, tại vì những cái vị đó không chuẩn bị cho mình những cái tư tưởng nhiều. Đối với mình mà muốn chuẩn bị những cái tư tưởng nó nhiều đó thì mình phải tìm đến những cái bậc trưởng lão quý vị, những cái bậc trưởng lão có nghĩa là những cái bậc trưởng lão thì chúng ta gần, ví dụ như chúng ta gần với cái vị mà dạy học thì chúng ta cũng có cái tâm lý, chúng ta cũng có cái lý tưởng dạy học. Mà chúng ta gần với những cái vị trưởng lão mà có tâm từ tâm bi đó thì quý vị thấy rằng lâu ngày chúng ta cũng ảnh hưởng tâm từ tâm bi. Thì nếu mà mình không hoằng pháp được bằng cách dạy học được, hoặc là mình không hoằng pháp được bằng cách đi thuyết giảng, thì mình sẽ xoay chuyển qua cái cách là mình nuôi chúng, hoặc là mình làm một cái chỗ để cho mai mốt này có vị nào người ta về đây, người ta tá túc, người ta nương tựa được vân vân. Thì mình sẽ rộng cửa, rộng vòng tay để mà mình đón. Cũng như lúc trước chúng tôi cũng được sư trưởng kêu lên, sư trưởng nói. Thật ra thì sư trưởng nhìn chúng tôi, sư trưởng biết rằng là chúng tôi có cái tâm là chiêu hiền đại sĩ. Có nghĩa là những cái vị sư nào mà người ta muốn đến ở thì mình với một cái tâm mát mẻ, mình rất hân hoan, mình đón nhận quý vị. Có một lần chúng tôi nghe các vị mà đang tu ở bên Miến Điện đó, các vị tâm sự với nhau rồi có người khác người ta về người ta kể chúng tôi nghe, chứ chúng tôi thật sự ra lúc đó chúng tôi không có biết. Người ta kể chúng tôi nghe đó là mấy vị hành thiền ở bên Miến Điện, rồi có một số vị là cũng như là lúc đó do bị mất sức, thiếu cái chất bổ dưỡng ở trong người, rồi không có phù hợp với thời tiết vân vân, thành ra bị mất sức. Thì các vị đó mới nói chuyện với nhau. Thì ở trong nhóm có một vị đó mới nói mấy sư về tới Việt Nam đi tới cái chùa Bủ Đức đó, mấy sư xin sư Pháp Tính vô đó ở chừng 3 tháng chừng 1 2 tháng 3 tháng là bảo đảm mấy sư sẽ lấy sức lại liền,
Tại vì ở nơi đó đó, đối với sư Bất Tính ở chùa Đức á, cái chăm sóc cái đời sống vật thực á, của mình ăn á, nó rất là đầy đủ. Thành ra đó bây giờ mà về bên đó ở một tháng, hai tháng, ba tháng là bảo đảm lấy sức lại liền. Thì thật sự ra đó quý vị, mình còn phàm phu mà mình nghe được, mình nghe một số vị người ta về, người ta lén kể lại với mình đó, thì mình nghe mình tâm mình cũng hoan hỷ quý vị, tâm mình cũng hoan hỷ. Chứ thật sự ra nó mà giờ mà hỏi quý vị á, mà người ta nói chuyện với nhau mà người ta nói thôi thôi đừng lợi chùa đó, ông đó ông kẹo lắm, ông đó ông kẹo lắm, một ngày ông tiền đồng gạo phát đồ, tiền đồng gạo phát ra coi như là ông tính từ thầm từ cắt đó, thì chắc nghe chắc đồn thổi quý vị đó. Thành ra đó có nhiều người á, người ta nói tại sao mà chúng tôi nấu cơm mà nó dư riết. Thì mình nghe mình cũng phiền lòng quý vị, mình nghe mình cũng rất là phiền lòng đó. Mà bây giờ đó, chúng tôi nghĩ lại thôi, nó còn đỡ hơn, nó còn đỡ hơn là mình keo kiệt quá. Mà quý vị thấy rằng keo kiệt đó, ở trong chùa đó, thì quý vị thấy rằng là những cái người mà người ta đến chùa đó thì ai, các vị tu sĩ nè, các vị tu nữ nè, rồi những cái những đàn tính nè, có nghĩa là những người mà đã từng đóng góp vô ngôi chùa, toàn là những người đó đến không rồi quý vị. Hoặc là bây giờ mà mình nói, mà thật sự ra mình nói những người mà lang thang cù bơ cù bắt á, quý vị biết không, chứ nhiều khi á mình có công việc á, mình gặp người ta, mình quắt người ta vô, mình kêu người ta quét dùm cái sân, người ta cũng quét nữa, thì lúc đó mình đã có trả đồng nào quý vị. Rồi ngày mai ngày mốt thì người ta ghé lại, người ta dùng một cái buổi cơm, người ta dùng một cái buổi cơm thì cũng đâu có gì đâu. Còn ví dụ như mà nó dư ra tí xíu á, thì mình cho người này người kia, thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng không có đáng là bao nhiêu hết. Nhưng mà chúng tôi thấy có một số người, người ta sôi mối quá, thành ra có lúc chúng tôi cũng hơi phiền, cũng có lúc cũng hơi mệt mỏi đối với cái nhà bếp đó. Thì chúng tôi sẵn nhân cái câu hỏi này đó là Thượng Tọa nêu ra, thì chúng tôi biết rằng là đối với cái đời sống tu tập, cái đời sống tu tập á, là một thời gian dài nó sẽ bị lung lạc, nó sẽ bị lung lạc. Mà cái sự lung lạc này á, là nó do đâu? Do mình không chuẩn bị cho mình nhiều cái lý tưởng, không chuẩn bị cho mình nhiều cái lý tưởng. Mà tại sao mà mình không có được những cái lý tưởng đó? Là tại vì mình không thân cận với những cái bậc, những cái bậc mà có công với có công với Phật giáo này. Những cái bậc mà có công với Phật giáo này á, là những cái vị nào quý vị? Những vị đã từng đào tạo, dạy học, đào tạo ra tăng chúng. Những vị đã từng có tâm từ, khi mà ngày đầu mà mình đến với ngôi chùa, mà cái vị đó đã rộng tay, đã giang tay đón và đưa và đỡ cho mình. Đó thì do mình không thân cận với những cái bậc này, thành ra mình không có được cái lý tưởng. Quý vị thấy thường thường á, là nếu mà mình thân cận với một cái vị đó mà dạy học á, thì lâu ngày mình cũng có cái lý tưởng mình dạy học đó. Rồi nếu mà mình thân cận với một cái vị á, mà tu tập mà có tâm từ thương hội chúng ở trong chùa, muốn phát triển lên cái chỗ phước xá hoặc là dưỡng đường vân vân, thì lâu ngày mình cũng ảnh hưởng với cái vị đó, rồi mình sẽ có cái lý tưởng như vị đó. Mà hãy mẫn cận với cái bậc đó mà có cái tâm lý mà muốn nuôi chúng, mà muốn làm phục vụ cho chúng đó, thì lâu ngày mình cũng có những cái lý tưởng đó. Thì chính những cái sự thân cận này nè, mình mới có những cái lý tưởng đó. Khi mà mình có những cái lý tưởng đó rồi đó, thì mới kéo dài được cái thời gian tu tập. Thì nói gì chứ kéo dài được mấy chục năm nữa là mình hết đời người rồi. Thì lúc đó 60-70 tuổi rồi là cũng chuẩn bị chờ qua đò thôi. Thành ra đó chúng tôi nghĩ rằng là xây qua xây lợi mình, nếu mà mình được thì mình có pháp học pháp hành để mà chuẩn bị đến cái lúc nào đầy đủ duyên lành thì mình có cái pháp thành. Còn nếu mà mình không có được cái đó thì mình theo cái lý tưởng đối với các vị, mình lo cho chúng, hoặc là mình có tâm từ với cái hội chúng luôn luôn,
muốn cống hiến bằng cái tâm lực, bằng cái sức lực của mình, thì nhờ những cái lý tưởng đó mà nó kéo dài cái đời sống tu tập của mình. Và cuối cùng thì để mà hết cái kiếp sống này, để có một cái đời sống mới nó tốt hơn, giống như Đức Phật dạy, từ cái lưng voi này leo cái lên cái lưng voi khác tốt hơn, từ cái chiếc kiệu này leo lên cái chiếc kiệu khác nó tốt hơn, rồi từ cái chiếc kiệu này nó leo lên một cái lầu cao trí tuệ. Đó thì chúng ta mượn cái thân người này để mà chúng ta tạo những cái công đức thiện sự, thì nhờ những cái lý tưởng đó chúng ta mới kéo dài được cái đời sống tu tập. Bạch Thượng Tọa, bây giờ thì con cảm thấy không, cái thời gian nó cũng gần hết rồi, do vậy con xin thỉnh Thượng Tọa quay trở lại để đúc kết chương trình lớp học. Và dạ, con xin thành kính thỉnh Thượng Tọa. Sa thủ kính thiện Đại Đức Pháp Tính. Thưa quý vị, thỉnh thoảng chúng ta đọc lại ở trong trung bộ kinh, có lẽ hơn bất cứ bộ kinh nào ở trong tâm tạng, ở trong kinh tạng, thì trung bộ kinh ghi lại rất là nhiều những bài pháp của Đức Phật hay của các vị trưởng lão như ngài Bục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, như là những pháp thoại hàng ngày cho chư tỳ kheo. Qua những cái pháp thoại đó thì chúng ta thấy rằng đời sống tinh thần rất cần những cái chất liệu để nuôi dưỡng hàng ngày. Ngay cả một hội chúng mà rất là tốt đẹp, những hội chúng ở chung quanh Đức Phật, thì những vị đó cũng cần cái chất dinh dưỡng của chánh pháp. Chánh pháp làm cho những vị này được lớn mạnh, được phát triển, được đi tới ở trong cái định hướng về đời sống tu tập. Vì vậy ở trong rất là nhiều cái đạo tràng, ở trong rất nhiều cái hội chúng đó, nó thường xảy ra một cái trường hợp. Trường hợp đó là những người sống tu mà họ chỉ nghĩ đến một số những cái gì mình thích thú ở ban đầu, và mình nghĩ rằng đây là cái mình thích nhất, và mình có thể ôm chặt đến nó hoài. Thật ra thì cái nhu cầu con người nó không nằm ở tại đó, chỗ đó. Cái nhu cầu về đời sống tinh thần của chúng ta lớn lắm. Vì vậy một trong những cái may mắn mà chúng ta có được là chúng ta có được một kho tàng Phật Pháp. Và bởi vì thấy rằng trong cái kho tàng mênh mông Phật Pháp đó, chúng ta được nuôi lớn giống như cái cây mà được bung phân tưới nước. Thật ra nếu chúng ta không tận dụng được cái nguồn cung ứng về những chất liệu nuôi dưỡng đời sống tinh thần mà chúng ta gọi là pháp đó, thì con người chúng ta lâu ngày nó trở nên nghèo nàn, giống như một mặt đất khô khan. Ở bên Mỹ, thưa quý vị, có một cái vùng đất ở Florida gọi là Homestead, ở nằm dưới Miami một chút. Thế vùng đất này là nơi mà người Việt Nam hay trồng rất là nhiều cây trái nhiệt đới, như cây nhãn, cây bú sữa, măng cục, mít, vân vân. Tại vì cái thời tiết nó giống như thời tiết Việt Nam. Nhưng mà khi mà chúng tôi xuống vùng đó đi thăm á, thì những người đó họ nói rằng có một vấn đề là đất ở tại đó là đất limestone, đất đá vôi rất là nhiều. Rồi mỗi lần mà người ta trồng, người ta phải thuê máy vì họ đào những cái lỗ tương đối lớn, rồi họ bỏ phân đất vào đó. Và bởi vì cái phân đất đó chỉ có giới hạn ở trong một cái lỗ như vậy thôi đó, nên chỉ lâu ngày đất cằn cỗi đi. Có vài năm người ta phải, nếu được người ta phải bươi tất những đất lên, họ cho đất mới xuống để cho nó tiếp tục màu mỡ. Chúng ta nghe câu chuyện đó nó cũng giống như là đời sống của chúng ta. Đừng nghĩ rằng mình có đi chùa, đừng nghĩ rằng mình mặc dưới áo tu, đừng nghĩ rằng mình đã quy y Tam Bảo, mình có pháp danh,
Thì như vậy là mình đã ngồi ở trong đạo tràng, ngồi trên con thuyền Bát Nhã, như vậy là xong việc. Không phải như vậy. Tất cả những cái chuyện mà mình làm lễ quy y, mình có pháp danh, mình xuất gia, mặc áo tu vân vân, nó chỉ là những bước ban đầu thôi. Nhưng về đường dài, cái gì nuôi lớn mình, thì thưa quý vị, trong cái bài kinh Đại Kinh Sống Ngựa hay Đại Kinh Mã này đó, nói lên một cái sự việc và rất quan trọng là chúng ta còn phải làm nhiều hơn nữa, đi xa hơn nữa và biết rõ cái gì mình đang làm. Và nếu đi đường dài mà dần dà chúng ta cảm thấy buồn nản, cảm thấy nghèo nàn, cảm thấy thiếu vắng, thì coi chừng chúng ta rơi vào trong một cái trường hợp, đó là tự mình làm cạn kiệt đi những cái tố chất mà nó vốn đã có và một cái rất là quý giá ở bước đầu. Mà điều đó rất thường xảy ra, thường xảy ra lắm. Chúng tôi muốn kết thúc bài học ngày hôm nay với câu chuyện là có hai vợ chồng của một người mà trong thời kỳ son trẻ rằng họ có sức khỏe, kể cả có căn tánh, mà Đức Phật ngài dạy rằng lẽ ra là nếu người đó phấn đấu thì người có thể chứng quả, đắc đạo chứng quả. Nhưng mà hai người đó đã không phấn đấu, họ đã phung phí tuổi trẻ, họ phung phí năng lực và tạo nên một hình ảnh mà trong kinh Pháp Cú là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mãi sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh sao chết giật. Và đó là một điều rất là nuối tiếc. Không ai, đó là thân phận của phần đông chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chân chư vị giảng sư đã vào trong để chia sẻ, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú làm thay, con nguyên xuân thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óc xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp thừa trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin nhờ cô Nhật Huỳnh, cô Giang, cô Lăng và Nguyệt mở kinh cuối buổi học. Con xin cảm ơn quý cô.